thầy tưởng đó mình chết. Biết sao? Ở tù nhốt biệt giam á, trời ơi đói nè, phải không? Không có gì ăn, mà nó bắt mình vô cái phòng mà không có cái lỗ thở nữa, mà nó thấp chủng nữa, mùa hè nó nóng ha, nó phơi giống như là ép mình mà gọi là biệt giam mà. Lúc đó mổ nó ra thôi, mới đầu nó ra đường ngược gì đó, cái nó ra hết đường ngược, nó ra cái chân nhát một cách tim mình nó hơn, làm cho nó mệt mỏi giống như là giống như mình đang quằn quại trong cuộc chết. Thì mới hiểu rằng khi người chết á, họ ra khổ dữ lắm, sắp chết là khổ lắm mới chết được. Cho nên ai mà nói thầy tôi mà chết nha, sanh tử tự tại nó nói còn lâu, tại mình không biết thôi. Chứ mình biết là không có nào sanh tử tự tại hết á, bị ngứa hơi một chút mới chết mà, ngắt hơi một cái mới chết mà. Nghĩa là một sự đột ngột nào đó, đau đớn nào đó mà tại cái người ở gần mình họ biết thôi. Rồi nó trời ơi, cái bà đó không đó tự nhiên muốn chết luôn, nó phải ra nói chuyện họ chết luôn hay không chết luôn. Biết đâu họ đang cái lúc mà họ nằm dưới kế bên mình đó, họ bị nghẹt thở, họ gần chết mà họ đâu có nói cho mình nghe. Cho nên á, những cái danh từ mà gọi là sanh tử tự tại hay là an nhiên thị tịch đó, đối với thầy cái chuyện đó không có. Tại mình không nằm trong cái chết của họ, cái sự sống chết của họ, cho nên mình tưởng là như vậy, ngủ là chết luôn, vẽ ra không có đâu. Lúc đó cũng phải có một cái hiện tượng nào khó chịu lắm mới chết. Cho nên Đức Phật mình nói rõ lắm, Đức Phật mình nói chính xác lắm. Lúc mà Ngài nhập Niết Bàn, Ngài phải đấu tranh với sự đau đớn của mình. Vì Ngài bị cái kỵ mà phải nhập sơ thiền, nhập tứ thiền, nhập tam thiền, dấn dấn và dấn dấn. Nghĩa là Ngài phải quằn quại để đấu tranh, dùng cái tư tưởng nhập định của mình để đấu tranh sự đau khổ mà, của thân xác mà. Đức Phật mình còn vậy, không chi mấy cái người mà chưa chứng đạo đó, tôi gọi là an nhiên tự tại, thị tịch tự tại, không có. Cái chuyện đó là nói để cho giống như là mình an ủi mình, và mình mong muốn vậy thôi. Cái chuyện đó là chuyện không có thiệt. Mà chính thức thử ra đã chứng nghiệm được điều đó. Ngài đang quằn quại trong sự chết, và cảm thấy những cái ước muốn của mình, những cái mong cầu của mình, và cả một sự tu tập của mình qua quá trình thở dài nó trở thành vô ích. Giờ làm sao đấy? Giờ làm sao đấy? Chỉ còn một tích tắc, một là sống, hai là chết, mà sống là không nổi, mà chết á thì chưa thấy đạo thì làm sao? Làm sao? Em có làm sao hết? Bằng cách nào? Thôi, cho dù uống đại đi. Nghĩa là để sống, để mai ra còn tu nữa. Chứ nếu mà chết thiệt bây giờ thì đạo thì không thấy, mà cũng thấy đó. Cho nên Ngài mới nhận cái bát sữa của Ngài Sư Gia, và Ngài được thấm nhận bởi những dòng sữa do cái nàng một nữ dân cúng. Thì ngay lúc đó Ngài khôi phục được sự khỏe. Khi Ngài có một sức khỏe rồi, Ngài mới nhận định lại ta đang tìm cái gì đây, tại sao ta phải tu hành như vậy, để làm cái gì, cho ai. Lúc đó tự nhiên Ngài nói không phải do cái thân đồ của mình mà mình đau khổ, cũng phải do cái tâm của mình mong cầu mà mình đau khổ, mà chính do cái bạn nè, vì mình muốn chống đối lại sự tự nhiên mà tìm một cái gì quá cao thượng để là tìm con đường thoát ra danh tự. Như vậy có phải chính đó là bản ngã, chính đó là đại tham dục hay không? Từ khi Ngài nhận định điều đó, Ngài mới làm sao bỏ hết. Nhưng mà không ngờ là cái bỏ hết đó chính là được hết. Cái gì được định điều này chưa? Bỏ hết thì được hết. Còn mình muốn cái gì, muốn cái chỗ mà thoát ra danh tự quá cơ lớn, thì con đường gọi là thành đạo quá cao siêu. Cho nên không ngờ là chính nó là đại tham dục. Mà đại tham dục thì làm sao là đại? Nghe như vậy thì mấy người đây mừng quá trời quá chi nữa. Trời đất ơi, giống như tôi, ổng tu đã đời rồi, ổng cũng thấy rằng
là cái đó tham dục thì tôi không cần tu, tôi cũng thấy này, tôi cũng đâu có bị khổ vậy mà, tôi đâu có sao đâu, ông cũng phải chết, tôi cũng phải chết mà, tôi cũng chết, không tôi cũng chết. Tu nhẫn rồi cũng không thành đạo, còn tôi không cần tu, tôi đâu có thành đạo, tôi thì tôi cũng rất thoải mái. Nhưng mà hai cái nó khác nhau. Chúng ta thì lúc vui lúc buồn, phải không? Rồi cũng thuận theo thế gian mà sanh và tử. Cho nên chúng ta không thấy được cái chỗ nào. Còn ngài đó lại người đi ngược lại cái quy luật sanh tử, tìm cách để thoát đi sanh tử, nhưng mà rốt cuộc cũng không thấy được làm cách được thoát đi. Nhưng mà cái người mà nghe tới đoạn này cái gì giảm được cái gì, tôi không cần cái tiền, tôi cũng đâu có mất mát cái gì. Tất cả chúng ta đều là sống và tất cả chúng ta đều là chết mà. Nhưng mà hai người khác nhé, ta đi tìm tới cái chỗ cuối cùng, ta chịu khổ đau tu tập tới chỗ cuối cùng, ta ngộ được cái đạo, ngộ được cái bản nhà. Còn mình thì sao? Dè nhút bản nhà và tùy thuận bản nhà. Thành ra mình không thấy được cái đạo. Cũng giống như một người thì nói ngồi tới đâu hay tới đâu, một người thì ráng cố gắng làm tất cả mọi việc, nhưng mà cuối cùng thì không hơn được cái gì. Cái người mà tới đâu hay đó đấy, tao tưởng đâu mày mấy năm nay, tao tưởng đâu mày người làm ngon lành, làm ăn khám khá lắm, ai nhà tao nhìn lại mày cũng không khác hơn gì tao đâu. Nhưng mà cái người mà buông xuống cuộc đời chạy theo mà để cho cuộc đời dẫn mình đi vậy, thì cái người đó ngộ được cái đạo, không ngộ được cái cuộc sống này. Còn một người đó đã phấn đấu và cuối cùng đó là tận gì, tận nhân lực tri thiên, khi mà người ta thấy được cái chân lý của cuộc sống. Nó hai người khác nhau. Thì chúng ta và Đức và Thái tử Đạt Đa khác nhau rồi đó. Ngài quyết định, quyết chí và phấn đấu tới cùng cực, cho nên ngài thấy được cái vô lý của mình, cho nên ngài thấy đạo. Còn chúng ta không có sự phấn đấu, chúng ta cứ để buông xuống cái cuộc đời, cho nên chúng ta không thể nào. Hai người khác nhau rồi đó. Chúng ta đi khác, Thái tử Đạt Đa ở chỗ đó. Nên là mình thì là phải được sáng mấy như vậy. Còn ngài thì không chấp nhận, không đáp được cuối cùng. Cho nên ngài thấy được cái sai lầm, thấy được cái bản ngã của mình. Mà khi ngài buông cái bản ngã đó thì ngài đặt thấy đạo. Thấy đạo là thấy cái gì? Không có ngờ rằng khi mà mình buông hết xuống, bỏ hết rồi, không còn muốn gì nữa, không còn tìm cái gì nữa, không còn cầu cái gì nữa, không còn ước ao nữa, không còn lý tưởng gì nữa, thì lúc đó cái tâm thật là giác ngộ. Cái tâm lúc đó mới là thật giác ngộ. Thì tới cuối cùng rồi thì không còn cái gì nữa hết, thì nó là giác ngộ hoàn toàn. Mà khi giác ngộ hoàn toàn thì ngài có ba điều xảy ra. Đó là tam minh, thiên nhãn minh. Rồi gì nữa? Gọi là gì ha? Không, không phải thiên nhĩ. Túc mạng minh. Và một cái nữa, đó là lậu tận minh. Ba cái minh đó là nói cái gì vậy? Khi mà ngài rời được cái bản ngã, sau khi đã có tâm tiền đạo, ngài có cái thấy mà không phải có thấy của chúng ta mà nhục nhã, mà xích là Phật nhã, thấy cái gì? Thấy cái cuộc đời của chúng ta hiện nay không phải là một cuộc đời ngắn ngủi, mà nó được tiếp nối của nhiều đời nhiều kiếp phía trước, nó được liên kết đời này qua đời khác.